gì đây? Anh làm gì đó, anh làm gì đó? Lấy quẹt đây. Lấy quẹt. Má, em bồi em bọng nữa rồi, trời trời. Quẹt đâu rồi, lấy quẹt, không. Quẹt đâu, lẹ đi. Trời, nóng cái tay luôn. Ông nội ơi. Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Sáng nay có cô chú anh chị tới Hương Thần Đậu. Cô chú anh chị vô kìa. Cô chú này đi giếng rất là đông ha. Sáng giờ mới thấy mấy cô chú này. Đúng rồi, sáng giờ. Chào mấy anh chị nha. Chào mấy cô, mấy chú, mấy chị. Dạ. Thương gì đâu, hoàn cảnh gì Thương gì đâu. Gia đình mình ở đâu hả cô? Ở Bình Chỉnh. Nghe là mình vẫn hay nghe về cái tình hình trên mộ cũng là như là dưới nhà chị Hồng Loan đúng không cô? Đúng rồi, tối ngày cứ lên mạng coi vậy Hồng Loan khi nào mà tới bến thôi. Chụp hình với cậu làm kỷ niệm rồi mấy cô. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Tôi con cảm ơn cô nhiều. Mấy bà. Trời lên được cái đây ngoại nguyện à. Dạ. Tới bến rồi. Dạ. Nhắn gọn. Nhưng mà trời, đủ vô ra đó rồi trời. Mới về đi vô mộ cậu thắp nhang ra. Đi ra trời. Kỳ gì vậy ta, sáng giờ không có khán giả thì khán giả mới vừa vô cái đi ra rồi. Tại khán giả người ta ghé vô thắp nhang xong người ta đi về. Lạ hả? Lạ là ai vậy? Cậu mới vừa vô cái lạ mất tiêu hết. Đây coi coi. Hôm qua mấy anh em bắt về sớm mà coi có bùa ngải bùa phép gì giấu gì trong đây rồi. Coi có bùa ngải không, bùa hải. Coi coi nó có dấu xuống rồi. Có dấu không? Coi có dấu bùa ở đâu không đó. Ê. Đây gì đây? Gì đây? Trời trời. Cái gì đây? Anh làm gì đó, anh làm gì đó? Lấy quẹt đây. Lấy quẹt. Hả? Má. Em bồi em bọng nữa rồi. Trời trời. Quẹt đâu rồi? Lấy quẹt, không. Quẹt đâu? Lẹ đi. Trời, nóng cái tay luôn. Ông nội ơi. Bùa gì nóng vậy ạ? À? Đốt bùa cô chú anh chị ơi. Trời nóng, không có tay luôn trời. Cái gì mà nóng dữ cả. Dạ. Bùa trong cây đây nè. Để không mới còn gì nữa không? Của cái hòn ở trên không đó, chừng nó lết cái trên lết xuống đó. Vì nãy nguyên đoạn nãy giờ hiểm vậy hả? Chuyên lạ. Quẹt đây đốt luôn. Chuyên lạ tại mộ chơi sáng nay. Bây giờ mới quay xong thì gặp anh sự.
bộ. Lên điểm bồ miết vậy ta. Hôm qua anh Ngọc ở đây mấy giờ anh mới về? Ủa hay hay cái lọ này là của chị Hồng Ngọc hả ta? Để tại mỗi cuối còn năm của Linh thì mấy anh em là đang đốt mấy cái tấm mấy anh em là nói là bùa ngải gì nè. Đó mấy anh em giờ thấy phát hiện được ở trong cái chậu hoa lục bình này nè. Đó xong rồi anh hãy lấy ra đốt luôn xong. Tại chỗ luôn nè ha. Đó. Phải nói là này là căng lắm rồi nè ha. Rung rung cái nó còn lớt xuống nữa không? Còn không, còn không. Đó, là giấu ở trong cái cây lục bình này nè. À, mấy ảnh lại rung là nó rớt xuống rồi, mấy ảnh lấy đốt luôn. Thôi đi vòng vòng coi, trong vòng vòng coi mấy ông rộng coi có. Ghê ta. Rung 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 quá. Rung cho lớt xuống. Ở trong đây nè. Ủa từ hổm gài mà kiếm mà giờ chưa hết luôn hả? Chưa. Tính ra vậy là nhiều lắm luôn á. Nhấu giấu nó nhét chỗ này nhét chỗ kia tùm lum á. Rồi nhiều người vô đây giấu giếm bùa ngải tùm lum hết trơn, nhiều quá rồi mấy anh em kiếm hổm gài nhiều lắm rồi nhưng mà bữa nay lại phát hiện được nằm ở trong cái lục bình này. Rung rung là nó rớt xuống. Trời. Kỳ vậy ta. Bởi vậy mới nói. Ơi coi trên đây có không? Đung đung mất ơi, đi vòng vòng coi coi bên đây có không. Chuyện đã lùng quá. Sáng sớm vô là thấy gặp điều không ai nữa. Kỳ lạ. Kỳ gì trời. Nóng cái tay luôn trời ơi. Nhét vô mấy cây đó kìa. Sáng sớm xuống đây thì cập nhật một bùa cầu năm bùa linh thì có biến nữa. Bùa chứ ngải miết. Bùa ngải gì tùm lum hết trơn mà hổm gài mấy anh em kiếm cũng nhiều lắm rồi. Mà hôm nay lại phát hiện thêm ở trong cái cây lục bình này nữa nè. Bùa ngải tối với ngải. Mộ của cậu thì bây giờ cậu cũng đã yên nghỉ rồi mà đã không để cho cậu yên mà cứ đến đây quậy phá hoài à. Phá phấy bùa ngải ngải hoài trong khi đó cậu đã mắc rồi chứ phải còn sống đâu mà cứ đến đây để mà hại cậu hoài luôn á. Hết bùa, hết để chỗ này, hết để chỗ kia. Nói chung là không nhờ mấy anh em ở đây kiếm là tính ra cũng nhiều lắm luôn ha. Đúng rồi. Đi quá trời luôn á. Thấy đó. Trời trời, cái gì mà hết nhét chỗ này tới nhét chỗ kia tùm lum mọ cậu vậy ta. Hết nhét chỗ này nhét chỗ kia tới nỗi bây giờ trong cái cây lục bình này mà còn không thoát nữa nè. Phải nói sợ hơn là mấy anh em mình phát hiện được ở trong cây lục bình đó chứ không phát hiện đốt rồi thôi thua luôn rồi. Nãy bóc vô nóng cái tay luôn á. Nóng luôn hả? Ừ. Rồi. Bóc lấy la đốt quá. Ý là mình thọt tay vô mình bóc cái lá bùa đó là nó nóng cái tay mình luôn hả? Ủa thấy ghê. Đó, anh Hải anh khi mà nãy anh thấy ở trong cái cây lục bình đó là anh lắc nó rớt xuống xong anh thò tay vô anh lấy để mà anh đốt á nóng cái tay luôn. Cái tay nó nóng hổi luôn đúng không? Ghê gớm vậy. Bùa này bùa Thái á. Bởi vậy cậu mắc ở đây mà còn không yên với mấy người đó nữa thiệt chứ. Hết chỗ này hết chỗ kia. Mà không biết nó còn giấu ở đâu nữa không nè. Gì tùm lum hết trơn, hổm gài biết bao nhiêu lớp mà bùa Thái nè. Rồi bùa gì tùm lum cho luôn. Thì giờ không biết nó còn giấu ở đâu nữa không nè. Quan trọng là còn giấu ở đâu nữa không á. Mình anh em mình không thấy chứ. Thì bởi vậy dòng mình đi nhiều khi mình buổi chiều mình về sớm hoặc là gì đó mình đi buổi tối mình còn không biết nữa. Trời ơi thiệt tình. Đi thắp nhang rồi. Ủa ngãi gì tùm lum hết. Rồi giờ không biết còn nhét chỗ này chỗ kia nữa không á. Nó mà nhét chỗ này chỗ kia cái nữa mà mình không thấy được cái chết luôn. Tôi dỡ mấy cái miếng gạch này lên cho anh. Ủa cái đó không có gì đâu. À thấy không. Đó bà con cô bác mình thấy là ngõ ghen luôn chứ không có sai cái gì luôn anh. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em nha.